Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về tin tức cập nhật về chiếc tàu hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì sau vài ngày khi mà Hoa Kỳ công bố buộc lòng phải nói ra cái sự việc là chiếc tàu ngầm USS Connecticut tối tầng nhất thuộc lớp Seawolf, tức là sói biển của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ chỉ có 3 chiếc thuộc loại lớp Seawolf có khả năng lặn sâu trên 600 mét dưới lòng đại dương và mang đầu đạn hạt nhân, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng tin tức cho biết là chiếc tàu ngầm hạt nhân này đã đụng phải một vật thể lạ, tiếng Anh gọi là unknown object hay là unspecified object hay là unidentified object. Thì cho tới hôm nay thì phía Bộ Hải quân Hoa Kỳ cũng chưa biết là chiếc tàu ngầm hạt nhân này đã đụng phải vật thể gì, thưa quý vị. Tuy nhiên phần đụng bị thiệt hại rất nặng nề và có thể nói là bó tay, thưa quý vị. Hiện nay thì Hải quân Hoa Kỳ cũng chưa biết làm thế nào để sửa chữa phần hư hại, vì trong kho không có phụ tùng, không có bất cứ một khung gầm nào của bất cứ chiếc tàu ngầm tương tự nào để mà có thể cắt và đem qua để mà sửa vào cái phần hư hại của chiếc tàu ngầm USS Connecticut này. Thì có thể nói rằng đó là cái sự sửa chữa mà có thể lên tới cả tỷ đô la, và trị giá nguyên một cái chiếc tàu ngầm này, giá khởi thủy ban đầu là 3,1 tỷ đô la. Nhưng mà với cái thời giá hiện nay thì chiếc tàu ngầm USS Connecticut này trị giá là 8,5 tỷ đô la, thưa quý vị. Và điều bất ngờ cho nhiều quốc gia trên thế giới là tuy Mỹ khoe rằng đây là tàu ngầm tối tân nhất, nhưng việc không phát hiện ra được một vật thể ở trước mũi của chiếc tàu này là một điều rất bất thường. Vì có thể nói rằng những cái máy rà quét, bộ phận rà quét và bộ phận cảm biến của chiếc tàu ngầm này dường như bất lực, hoặc nói theo ngôn ngữ giang hồ là mù, có thể là không hoạt động. Điều này khiến cho nó bị mù và đã va vào một vật thể khá lớn, gây thiệt hại khá nặng, và trên 11 thủy thủ đoàn bị thương. Có người thì bị thương ở tay, có người bị thương ở ngực, tuy chưa đến mức tử vong. Thì cái việc đó chúng ta cũng đã nói đến, và bên phía Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái thuyết âm mưu, chẳng hạn như đụng phải một cái container bị trôi nổi ở ngoài biển, rớt ở ngoài biển, thưa quý vị, hoặc là đụng phải một xác tàu lơ lửng ở ngoài biển Đông, hoặc là có thể trúng một quả ngư lôi, hoặc là đụng phải một tàu ngầm của một quốc gia lạ, hoặc là đụng phải một tàu ngầm mini của một quốc gia lạ. Và đặc biệt là Trung Quốc đã có những tàu ngầm mini điều khiển từ xa. Thì vật thể không xác định được, vật lạ cũng không biết luôn, thưa quý vị. Thì đương nhiên bản tin của Hải quân Hoa Kỳ càng làm cho báo chí thêm tò mò. Và điều đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay cùng với Nga đang lên tiếng và cáo buộc Hoa Kỳ là thiếu tinh thần trách nhiệm và không minh bạch công khai, thưa quý vị. Và phía Trung Quốc thông qua phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu là Hoa Kỳ phải công bố lộ trình của chiếc tàu USS Connecticut này, thời điểm bị tai nạn
và địa điểm chính xác bị tai nạn vì nó có thể rò rỉ hạt nhân. Xin thưa vị là như vậy. Và điều này gây ra cái sự nguy hiểm cho những quốc gia ở vùng Biển Đông. Xin thưa là như vậy. Trung Quốc cáo buộc là có thể mở ngoặc và đóng ngoặc rò rỉ hạt nhân. Xin thưa vậy là câu chuyện là như vậy. Và phải cho biết rằng chi tiết của cái vật mà đã đụng vào và có thể là những chi tiết ngoài cái vụ rò rỉ hạt nhân và có thể là làm hư hại môi trường. Và đó là lời tuyên bố của ông phát ngôn viên Triệu Lập Kiên. Thì có thể nói là đây là một cái việc làm gây rất nhiều khó chịu cho phía Hoa Kỳ vì sự lên tiếng của ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gây ra cái sự nghi ngờ đối với Hoa Kỳ là có cái sự giấu giếm và có thể đã có cái sự rò rỉ hạt nhân hay là phóng xạ hạt nhân. Thì nói chung, việc mà một chiếc tàu này, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, thì đó có một cái độ dày lên tới 5 cm, nó sử dụng thép cường lực HY, tức là 2U120. Đây là một thép cường lực đặc biệt sử dụng làm khung và vỏ tàu của USS Connecticut nhằm mục đích là chịu đựng cái áp lực của nước khi mà nó lặn lên tới cái độ sâu là 600 mét trở lên. Xin thưa là như vậy. Và việc nó có khả năng lặn sâu, điều đó khiến cho nó có thể bất ngờ tấn công từ dưới lòng biển sâu. Và chúng tôi cũng xin nói cho quý vị khán thính giả hiểu là những tàu ngầm như tàu diesel điện lớp Kilo của Nga chỉ có khả năng lặn sâu tới 300 mét vì cái vỏ tàu nó mỏng hơn, thưa quý vị. Thì tàu ngầm hạt nhân nó lớn hơn và có khả năng là chịu được cái áp lực cục nước rất lớn. Và việc nó bị một cái lực nào đó, có thể nói là một cái vật thể nào đó làm cho nó móp méo, chắc chắn cái vật thể đó khá lớn, thưa quý vị. Không thể là những cái thùng phi 220 lít trôi nổi ở ngoài biển, đặc biệt là ở Biển Đông, mà có thể gây bất cứ hư hại nào cho chiếc tàu ngầm USS Connecticut. Ngoài ra là không có một cái con động vật nào như là cá voi, cá heo có thể làm cho biến dạng cái lớp vỏ thép 5 cm của chiếc tàu ngầm USS Connecticut này. Còn để mà chối tội cái việc là tại sao mà không phát hiện được cái vật thể lạ đó, thì có những tin tức cho biết rằng đó là do có quá nhiều cái tiếng ồn ở cái vùng Biển Đông, đặc biệt là cái mật độ của hàng loạt các loại tàu kéo, tàu dầu, tàu chiến, tàu dân sự đi nườm nượp ở trên Biển Đông, khiến cho cái tàu ngầm USS hạt nhân Connecticut này không phân biệt được và cuối cùng là phải đâm vào một vật thể lạ. Điều này xin thưa là cũng là một cái lối giải thích kiểu con nít và rất buồn cười. Vì tàu ngầm phải được thiết kế và nó phải có bộ lọc âm thanh, lọc những cái tạp âm để mà có thể phân biệt được địch và ta, phân biệt được tàu dân sự, tàu chiến hay tàu ngầm đối phương, hay tàu khu trục hạm, hay tàu khinh hạm, hoặc là tàu sân bay hàng không mẫu hạm. Nó có khả năng phân biệt để mà nó có thể tấn công từ hàng chục km, thưa quý vị, ở một cái khoảng cách xa như thế. Nhưng mà với cái lối giải thích như thế thì cũng chẳng thuyết phục được. Vì dù mật độ như thế nào thì tàu ngầm phải có khả năng vượt lên trên tất cả và lọc bỏ các tạp âm
để mà phân biệt đâu là địch, đâu là bạn, để mà có thể mà tung ra cái đòn tấn công chính xác được quý vị. Có thể nói là hệ thống cảm biến, hệ thống máy rà quét của tàu ngầm này có vấn đề thật là trầm trọng. Thường thì hệ thống rà quét hay cảm biến gắn ở đầu mũi, gắn ở dưới bụng, gắn ở đuôi và gắn ở trên tháp điều khiển của chiếc tàu ngầm. Và có thể nói là gần như là, không phải gần như nữa thưa quý vị, mà là toàn bộ hệ thống cảm biến, hệ thống rà quét, sonar đều không bắt được bất cứ một hình dạng hay là bất cứ một cái vật thể nào. Và tin tức cho biết ở tại tọa độ khi mà xảy ra tai nạn thì là bãi biển, đáy biển bình thường, không có rặng đá ngầm. Và có thể nói đó là cái lối giải thích càng gây ra cái sự tò mò, là vì cho rằng là chiếc tàu ngầm này nó không đụng vào bất cứ bãi đá ngầm nào vào cái thời điểm đó, thưa quý vị. Nói chung là rất là mù mờ. Và điều đặc biệt là có những cái mà khó giải thích được, là khi xảy ra tai nạn thì chiếc tàu ngầm này vẫn đang trong tình trạng lặn ở dưới lòng biển. Và người ta cũng không biết là sau khi xảy ra tai nạn thì vị hạm trưởng đã không kêu cứu đối với các tàu ở gần trong vùng biển Đông đó, thưa quý vị. Không hề phát tín hiệu kêu cứu để mà các tàu khu trục hay là các tàu sân bay lúc bấy giờ là đang có những cái cuộc diễn tập ở trên biển Đông vào ngày 27 tháng 10 vừa qua ở gần đó. Và điều đặc biệt là chiếc tàu ngầm này nó không quay trở lại để mà tìm kiếm cái vật thể lạ đó, mà nó lại chạy thẳng một mạch về căn cứ Guam, rất là kỳ bí. Nói chung là khi mà va chạm thì cần phải biết là va chạm cái gì, thì dường như là có một cái sự giấu giếm nào đó và chối và nói rằng là không có cái vụ tàu ngầm va chạm với tàu ngầm của nước lạ. Nói chung là có thể có những vụ va chạm tàu ngầm với tàu ngầm, nhưng mà phía Hoa Kỳ cho rằng là không có cái vụ đó. Thế thì thiên hạ lại thắc mắc, nếu không đụng tàu ngầm của nước khác thì đụng cái gì? Cái lối giải thích như tôi vừa trình bày đó là cho rằng có một cái container nửa đổi nửa chìm. Nhưng mà điều này rất vô lý thưa quý vị. Một cái vỏ container bằng sắt rất là nặng, rất khó mà có thể nửa nổi nửa chìm ở trong nước. Một là nó phải chìm dưới đáy biển, hai là nó nổi trên mặt nước, đơn giản là vậy. Và khi nó nổi trên mặt nước thì nó không thể đụng được một chiếc tàu ngầm đang lặn. Còn khi nó đã chìm dưới đáy biển thì cũng không thể đụng vào một chiếc tàu ngầm đang lơ lửng ở trong lòng đại dương. Còn việc bột xác tàu nào đó lại càng vô lý, vì những xác tàu thường là bằng sắt và nó đủ nặng để chìm dưới lòng đại dương hoặc là nổi lên trên bề mặt, trôi nổi đi theo các dòng hải lưu, lại càng khó cho chiếc tàu ngầm đang chìm lơ lửng ở trong lòng đại dương, thưa quý vị. Nói chung là đây là một cái điều có thể nói là bí mật và bí hiểm mà Hoa Kỳ chưa thể giải thích được. Cái lý do đơn giản là chiếc tàu này không quay lại vị trí đó để mà tìm kiếm vật thể nào, hình dạng ra sao, tốc độ như thế nào, nó là cái gì. Thì thay vì tìm kiếm như thế thì hạm trưởng quyết định tăng tốc chạy thẳng về căn cứ Guam và cũng không báo cho các tàu khu trục để đến các tọa độ đó mà truy tìm vật thể đó là vật gì, thưa quý vị, để mà có thể thả những cái phao thủy âm để mà định vị các vật thể lạ, định vị là có tàu ngầm của đối phương ở trong vùng biển đó hay không. Chẳng hạn như cho những chiếc trực thăng
bay đến các vùng biển nghi ngờ mà đã xảy ra tai nạn, thả các phao thủy âm để định vị một cách chính xác là vật thể nào đó là cái gì, tàu ngầm mini, là ngư lôi, là thủy lôi, là tàu ngầm của nước lạ. Nếu mà không phát hiện ra thì có thể là tàu ngầm nước lạ đã đủ thời gian để chuồn trốn đi chỗ khác và lẩn tránh cái sự phát hiện bởi Hải quân Hoa Kỳ. Thì đó là cái câu chuyện mà phía Trung Quốc và báo chí ở nước Mỹ đang tìm cách phanh phui. Phía Trung Quốc, như tôi vừa nhắc đến, là cho rằng là Mỹ thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm vì có thể rò rỉ ra phóng xạ hạt nhân nhưng mà không báo cho ai hết, địa điểm xảy ra ở đâu cũng chẳng ai biết, rất mù mờ. Và điều mà Trung Quốc dựa vào cái câu gọi là xảy ra ở biển Nam Trung Hoa, thì Trung Quốc cho rằng Trung Quốc có quyền lên tiếng vì nó liên hệ đến với biển của Trung Quốc, tức là biển Nam Trung Hoa. Đó là cái câu chuyện mà ông Triệu Lập Kiên lên tiếng đòi hỏi là phía Hoa Kỳ cần phải minh bạch, cần phải công bố công khai. Và điều này khiến cho Hoa Kỳ rất là bối rối, có thể nói là vừa bối rối và vừa mất mặt và vừa xấu hổ, vì không biết là mình đã đụng cái gì. Thưa quý vị, một vật thể lạ, vật thể lạ đó là cái gì không ai biết, chắc chắn là không phải cá vèo boy, cá heo hay là bất cứ động vật nào, mà phải là một vật bằng kim loại khá lớn, kích thước khá lớn, và sự va chạm đủ làm cho móp méo vỏ tàu của chiếc tàu ngầm USS Connecticut hạt nhân của Mỹ thuộc lớp Sea Wolf, tức là sói biển. Thì đó là câu chuyện mới nhất về cái sự cáo buộc của Trung Quốc đối với tàu ngầm của Mỹ, thưa quý vị. Và Trung Quốc càng lúc càng muốn làm lớn chuyện để mà thế giới nhảy vào xăm soi Hải quân Hoa Kỳ và buộc Hải quân Hoa Kỳ phải trả lời. Và càng không trả lời thì Hải quân Hoa Kỳ lại càng mất uy tín, thưa quý vị. Đặc biệt là trong cái thời điểm nhạy cảm này, khi mà nước Úc và các nước đồng minh của Hoa Kỳ thì rất tin tưởng vào hệ thống của chiếc tàu ngầm hạt nhân, coi như là một thương hiệu hàng đầu của Mỹ, như là một cái gói bán 8 chiếc tàu ngầm cho Úc trị giá 66 tỷ đô la. Thì có thể nói bây giờ nước Úc cũng rất nghi ngờ là hàng của Mỹ không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là nếu mà dựa vào tàu ngầm nguyên tử hay tàu ngầm hạt nhân làm xương sống thì có thể là toàn là đồ giả, đồ điểu, hoặc là không đủ trong tình trạng tác chiến, hoặc là nói theo ngôn ngữ giang hồ là mù, hoàn toàn là mù tịt, cũng như là những chiếc tàu bình thường không phân biệt được địch và ta, không phân biệt được vật thể ở trong lòng biển thì rất nguy hiểm, thưa quý vị. Có thể ba chớp ba nháng những cái thùng container nào đó thì lại tưởng là tàu ngầm của địch, lại phát hỏa một cách bừa bãi bậy bạ theo kiểu mà thần hồn nát thần tính, rất là nguy hiểm. Đó là phía Hải quân Hoa Kỳ hiện nay rất đau đầu, chưa thể đưa ra một cái lời giải thích thỏa đáng để mà lấy lại uy tín cho kỹ thuật và công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Thì câu chuyện của bên phía Trung Quốc đưa ra thì chúng tôi xin trình bày cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Minh Thiền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.